Nồi cơm điện thì người người nhà nhà đều có đúng không ạ? Nhưng mà một chiếc nồi cơm điện đa năng này, rồi là đẹp mắt này, rồi là nhỏ gọn tiện lợi như chiếc nồi cơm điện Michio nắp cài MK265 này, không biết là quý cô chú anh chị chúng ta đã có chưa? Nếu như mà chưa thì ngay bây giờ hãy cùng với chúng tôi là tham khảo xem nhé. Và biết đâu được chúng ta sẽ lại có thêm cho mình một giải pháp vô cùng tiện lợi cho căn bếp của mình đúng không ạ? Một chiếc nồi cơm nắp cài Michio với mã là MK265 ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến cho quý cô chú anh chị thực sự sẽ là một trong những người bạn đồng hành không thể nào thiếu được trong căn bếp của mình phải không ạ? Một chiếc nồi cơm điện thôi nhưng mà chúng ta lại có thể nấu được rất là nhiều món ăn khác nhau, nắp cài, nhấn lên, bật xuống mà theo kiểu nắp hơi nữa chứ. Thế nên là chúng ta vô cùng tiện lợi và đơn giản hơn hết đúng không ạ? Nồi cơm thì Dung tin chắc là ai ai người người nhà nhà đều có cả. Nhưng mà quý cô chú anh chị ơi, hãy thử ngó lại giúp Dung xem thử là cái nồi cơm ở nhà của mình nó cũ chưa? Cái nồi cơm ở nhà của mình bây giờ nấu cơm nó còn được ngon hay không? Nó còn được là thơm, nó còn được dẻo hay không? Cái nồi cơm nhà mình bây giờ nó còn độ chống dính hay không? Và nó còn được độ nhạy bén hay không? Hay là nhiều khi á, chúng ta nấu ăn mà mình cứ phải làm sao ạ? Canh xem cái nồi cơm nó có bị bật nút giữa chừng hay không? Chứ lỡ mất công mà nó bật nút giữa chừng cái xong là mình hôm đấy lại không có cơm ăn đúng không ạ? Vậy thì ngày hôm nay chúng tôi đang mang đến cho quý cô chú anh chị thêm một cái sự lựa chọn nữa. Một chiếc nồi cơm điện nắp gài đa năng như thế này của thương hiệu Michio với mã là MK265. Đầu tiên nhìn về mặt thiết kế hình dáng ở bên ngoài thì quý cô chú anh chị thấy làm sao ạ? Trông rất đẹp đúng không ạ? Cái điều đầu tiên làm cho Dung ấn tượng nhất phải kể đến đó chính là về mặt màu sắc. Màu sắc ở đây là một màu xanh hoàng gia hay là chúng ta thường hay gọi theo kiểu dân gian là màu xanh cổ vịt đấy. Nhìn rất là trang nhã này, bắt nát mắt này. Và bên cạnh đó khi mà đặt vào trong không gian bếp của mình chắc chắn sẽ làm nổi bật lên. Giống như bây giờ Dung đang để nó ở trên bàn của mình vậy đấy ạ. Nhìn trông là rất là bắt mắt đúng không ạ? Chưa kể nữa là thiết kế thì cực kỳ nhỏ gọn bởi vì chiếc nồi cơm điện này thì chỉ có dung tích là 0,8 lít mà thôi. Có quai xách quai cầm như thế này nên là cực kỳ tiện lợi cho mình trong cái quá trình là mình có thể là mang đi di chuyển mọi lúc mọi nơi. Thậm chí là kể cả cái câu chuyện mà vừa rồi Dung mới được nghe một chị chia sẻ đấy ạ. Đó là sao đây ạ? Là kiểu như là đi du lịch nhưng mà vẫn muốn mang theo một cái nồi cơm, mà chẳng lẽ bây giờ mình mang những cái nồi cơm nó quá lớn, nó quá cồng kềnh, dung tích lên tới tận cả lít 8 2 lít thì đó là điều không thể. Nhưng với một chiếc nồi cơm nắp gài như thế này đây ạ, có quai cầm xách gọn nhẹ như vậy nữa, chỉ có 0,8 lít như thế này thôi thì quả thật sẽ là một trong những sự lựa chọn hoàn hảo và tuyệt vời đúng không thưa quý cô chú anh chị? Mà ngày hôm nay dạ ở đây mình có thể nhìn thấy ạ, ở trên cái phần mà hình trình bày của chúng tôi thì không phải chỉ đơn thuần là nấu cơm đâu, mà nấu cháo này, nấu gà hầm, nấu rau củ hấp này, nấu súp này. Tại sao lại chúng tôi lại để như vậy? Bởi vì đây là một chiếc nồi đa năng thật sự ạ. Một chiếc nồi đa năng thật sự có thể nấu được rất là nhiều món khác nhau, không chỉ đơn thuần là cơm. Thế nên là bây giờ hãy cùng với Dung khám phá thử xem sự đa năng của nó như thế nào quý cô chú anh chị nhé. Đây ạ, hôm nay thì Dung có tổng cộng là 8 món ăn khác nhau, trong số phát sóng chỉ có 30 phút mà thôi. Vậy thì món đầu tiên sẽ là như thế nào đây ạ? Quý cô chú anh chị ơi, đầu tiên chúng ta có thể thấy một cái món ăn rất quen thuộc, đó chính là món thịt kho tiêu đúng không ạ? Thịt kho tiêu này mà chúng ta kết hợp thêm với là cơm trắng nữa thì thôi rồi, phải nói là khỏi phải bàn luôn quý cô chú anh chị. Và ở phía bên dưới chúng tôi nấu đồng thời đó là gạo trắng, cơm trắng. Đó, ăn cơm trắng cùng với là thịt kho như thế này thì còn điều gì tuyệt vời hơn nữa đúng không thưa quý cô chú anh chị? Mà đây là phụ kiện tặng kèm. Dạ, cái khay này là cái khay phụ kiện tặng kèm cho quý cô chú anh chị, chúng ta không cần phải phát sinh thêm bất cứ chi phí nào nhé. Lòng nồi của chúng tôi á thì có dung tích là 0,8 lít và lòng nồi này có chất liệu là hợp kim chống dính. Hợp kim chống dính thế nên là cực kỳ bền, cực kỳ chắc và bên cạnh đó giúp nấu ăn á nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Bây giờ hãy cùng với Dung kiểm tra thử xem cái khả năng chống dính của em nó như thế nào. Bằng cách là gì đây ạ? À, úp xuống luôn. À, dạ rồi. Đây ạ. À. Và bây giờ hãy cùng với Dung kiểm tra xem là cơm của mình, lòng nồi của chúng tôi có thực sự chống dính để giúp là tất cả cơm được đi ra hay không ạ? Và vâng thưa quý cô chú anh chị, trời ơi, phải nói là tất cả cơm của chúng ta đều đã được làm sao đi ạ? Lấy ra hết. Và đây nhá, mình có thể nhìn thấy này, cái lòng nồi của chúng tôi này. Dạ, cái lòng nồi của chúng tôi là gần như làm sao đi ạ? Đều đã được sạch sẽ hết. Dạ vâng, bởi vì sao? Đây là sử dụng chất liệu hợp kim nhôm chống dính nên là sẽ cực kỳ dễ dàng cho chúng ta trong quá trình nấu nướng và cũng như là gì đấy ạ? Dọn rửa và vệ sinh quý cô chú anh chị nhé. 10 điểm cho chất lượng mà không có nhưng đúng không nào quý cô chú anh chị ơi? Mà ngoài ra này, mọi người có thể nhìn thấy nhé, với cái thiết kế là van thoát hơi nước và kèm bên trong là nắp ở bên trong thiết kế theo hình lỗ tổ ong như thế này nên sẽ giúp cho món ăn của mình, giúp cho cơm của chúng ta á, là được chín, dẻo hơn, thơm hơn và ngon hơn giống như ở đây. Đây ạ, hãy cùng với Dung kiểm tra xem là cái độ mềm, độ dẻo của cơm nó như thế nào quý cô chú anh chị nha. Dạ rồi ạ, xới thử một miếng xem thử là cơm nó được chín đều chưa ạ.
Wow, từng hạt cơm của mình là đều đã được chín đều và rất là dẻo luôn quý cô chú anh chị ơi. Mà hả, ở đây chỉ với một chiếc nồi cơm điện thôi mà chúng ta nấu vừa được là cơm, vừa được thêm cả là thịt kho tiêu như thế này, có phải là ngay lập tức có được một món ăn chất lượng không ạ? Mà ngày hôm nay mức giá thì lại cực kỳ hấp dẫn. Giá bao nhiêu đây ạ? Giá chỉ có tiền trăm mà thôi. Bởi vì đây là một mức giá mà chúng tôi đang ưu đãi đến cho quý cô chú anh chị. Nồi cơm điện với thiết kế mới như thế này của thương hiệu Michio là một trong những thương hiệu được bảo hộ tại Việt Nam, một trong những sản phẩm mà chúng tôi tin chắc rằng quý cô chú anh chị không nên bỏ lỡ. Và trong chương trình hôm nay, thưa quý vị, mừng ngày gia đình Việt Nam, chúng ta đang có sản phẩm chính là nồi cơm điện thiết kế mới, hiện đại, trang nhã. Và trong chương trình ngày hôm nay, quý vị không còn phải mua với mức giá là 699.000 đồng nữa đâu ạ. Xèo sóc, 499.000 đồng là mức giá để quý vị có thể mang sản phẩm này về cho ngôi nhà của chúng ta. Và chưa kể là còn được tặng quà nữa, giá tốt lại thêm quà. Phần quà tặng bao gồm một hộp cơm 1 tấn, được tặng một chai nước lau sàn và hai chai nước rửa chén quý vị nha. Mừng ngày gia đình Việt Nam, chúng ta đang có một combo giá tốt ngày hôm nay. Quý vị chốt đơn liền tay nha. Thành ngại mau chóng là nhấc máy gọi điện đặt hàng liền tay nhé. Vừa rồi là cơm với thịt kho tiêu đúng không ạ? Vậy thì món tiếp theo sẽ là gì đây ạ? Wow, có thể nói là khói bốc lên nghi ngút, ngửi thế thôi là đã cảm thấy rất là kích thích rồi ạ. Có ai chúng ta chưa ăn trưa hay là chưa ăn tối đang cảm giác rất là đói không ạ? Nếu như mà chúng ta đang đói thì vào đây đi ạ, Dung mời mình ăn một bữa nhé. Đây ạ, há cảo, quý cô chú anh chị ơi, thơm ngon hấp dẫn. Còn ở bên trong mình đang có đó chính là món cháo. Dạ vâng ạ, một món cháo rất là thơm ngon như thế này. Nấu cháo bình thường mà bằng bếp ga, lỡ mà mình hơi quá lửa, hơi quá tay một chút xíu là sẽ bị làm sao đây? Sẽ khiến cho là hả, cái món cháo của mình nó bị là cháy này hay là bị khê này đúng không ạ? Nhiều khi còn ra những cái món như là cháo bóng đêm nữa cơ. Nhưng mà giờ đây chỉ cần bỏ hết vào trong nồi của chúng tôi thôi. Với chiếc nồi cơm nắp cải Michio mã MK265 này thì tất cả mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn bao giờ hết quý cô chú anh chị nha. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Cái này mà giả sử như là nhà ai mà chúng ta có các bé nhỏ đang trong quá trình ăn dặm đấy ạ, hay là những người lớn mà đang trong cái độ tuổi mà cao tuổi rồi này, hoặc là những quý cô, những quý chú mà chúng ta mới ốm bệnh cần phải là bồi bổ cơ thể của mình thì rất là cần sở hữu một chiếc nồi cơm điện đa năng như thế này nhé. Rồi chưa hết đâu quý cô chú anh chị ơi, thoải mái nấu ăn ngon đơn giản bởi vì chúng ta hoàn toàn có thể nấu được rất nhiều món khác nhau, nào là nấu cơm, nào là nấu xôi, nào là mì gói, nào là lẩu nhỏ, nào là canh hấp, tức là cực kỳ đa năng và tiện lợi như thế này mà mức giá chỉ có bao nhiêu ạ? 499.000 đồng, lại còn tặng kèm thêm cho mình cả là một chiếc hộp cơm như thế kia nữa thì còn điều gì tuyệt vời hơn đúng không ạ? Nồi cơm thì ai ai cũng có rồi, nhưng mà nồi cơm nắp gài tiện lợi như thế này với dung tích nhỏ nhắn xinh xắn chỉ có 0,8 lít như thế này thì không phải ai cũng có. Hiện tại bây giờ ạ, đây quý cô chú anh chị lại thấy ạ, nó sôi ùng ục như thế này luôn, phải nói là quá tuyệt vời đúng không ạ? Bình thường là chúng ta hay kho là kho bằng bếp ga, kho bằng bếp điện, mình mất công phải canh đúng không? Thì bây giờ chỉ cần giúp Dung á là chúng ta sẽ kho bằng nồi cơm điện nắp gài cùng với Michio thôi. Đây ạ, trứng của mình. Đó, trời đất ơi, nó tơi và nó mềm nó như thế này này quý cô chú anh chị. Trời ơi, nhìn thấy thôi là đã thấy rất là kích thích rồi đúng không ạ? Cái này mà ăn với cơm trắng nữa thôi thì còn điều gì tuyệt vời hơn. Hay là cái miếng thịt của chúng tôi này, tuy là một cái miếng thịt nó rất là bự nha, nhưng mà trời ơi, nó mọng nước và tất cả đều đã được chín đều như thế này rồi. Cái này mà lôi ra ăn vào trong những cái khoảng thời gian mà mùa đông nữa quý cô chú anh chị thì còn điều gì tuyệt vời hơn đúng không ạ? Số sách. Thế nên là hả, mặc dù cái tên của nó ghi là nồi cơm điện, nhưng mà Dung nghĩ là đây là một chiếc nồi đa năng. Bởi vì nấu được quá nhiều món đi. Sương sương từ nãy giờ là bao nhiêu món ạ? 3 món rồi. Đa năng là như thế, đẹp mắt là như thế, tiện lợi là như thế. Nhưng mức giá của chúng ta chỉ có bao nhiêu ạ? 499.000 đồng. Vậy thì tại sao chúng ta không mau chóng nhấc máy gọi điện đặt hàng liền tay đúng không thưa quý cô chú anh chị? Một chiếc nồi cơm nhỏ gọn, tiện lợi, chỉ có dung tích 0,8 lít, bảo hành lên tới tận 18 tháng. Nồi cơm điện nắp gài 0,8 lít của Michio, hàng chính hãng ngày hôm nay. Và mức giá mà chúng tôi ưu đãi đến cho quý cô chú anh chị chỉ có duy nhất trong khung thời gian phát sóng của chương trình, chỉ có là bao nhiêu ạ? 499.000 đồng. Trong khi đó giá gốc là lên tới tận là 699. Thế nên là ngay lúc này đây ạ, hãy mau chóng là sở hữu liền tay, bởi vì hiện tại bây giờ chúng tôi có thể nhận thấy được rất nhiều những cuộc điện thoại gọi điện đến từ phía quý cô chú anh chị đặt hàng đến cho tổng đài của chúng tôi rồi, nên là số lượng không còn nhiều nữa. Dạ đây ạ, ở đây có cái quay cầm quý cô chú anh chị nhé. Rồi nắp của mình là nắp gài ạ. Chưa kể nữa là chúng ta còn có thêm là cái khả năng là hơi, nắp của mình là nắp hơi, nên là nếu như mà trong trường hợp mà mình có bị hơi đẩy nhẹ cái nắp đi chăng nữa thì nó cũng sẽ ngay lập tức là bật lên trở lại, nên là không lo là liệu rằng cái nắp của mình nó bị rơi, bị vỡ trong cái quá trình mà sử dụng nha. Rồi bây giờ cái món tiếp theo là cái món gì đây ạ? Ui, sao mà nhìn nó hấp dẫn quá quý cô chú anh chị ơi. Dạ món này món trứng hấp. Dạ, món trứng hấp ạ. Ở dưới thì đang nấu, ở trên thì mình lại hấp. Quá đa năng, quá tiện lợi đúng không nào quý cô chú anh chị? Mà hấp của mình này, trời ơi,
có thể nói là nhìn nó sóng sánh trông rất là thích luôn đấy ạ. Một lần nấu mà được cả hai món ăn cùng lúc như thế này, trời, bây giờ qua nấu canh luôn rồi quý cô chú anh chị. Vừa rồi nấu cơm nấu cháo chưa đủ, bây giờ qua cả nấu canh luôn rồi. Còn điều gì tuyệt vời hơn nữa, một chiếc nồi mang tiếng là nồi cơm điện đó, nhưng mà mình thấy nó nấu được quá trời là món như thế này, thỏa sức cho quý cô chú anh chị chúng ta tha hồ là sáng tạo đúng không ạ. Và hãy nhìn khói nó bốc lên này, trời, nghi ngút. Tuy là chỉ với hai cái chế độ nấu cơ bản thôi, là nấu và giữ ấm, nhưng mà từng đó thôi cũng đã đủ rồi đúng không quý cô chú anh chị. Và hãy nhìn giúp Dung nhé, hãy cùng xem thử á, là ở đây này, đó, cái miếng khoai tây và cái miếng cà rốt của mình nó đã được nhuyễn và cũng như là đã được nhừ cỡ nào. Trời ơi, đụng tới là nó tan rồi, chưa đụng nó là nó đã rã như thế này. Trời ơi, Dung nghĩ cái này nếu như mà mình bỏ vào miệng, chắc là nhiều khi chưa kịp bỏ vào miệng là nó đã tan ra luôn rồi quý cô chú anh chị, tức là tan liền trong miệng đấy ạ. Đó, quá đỉnh, 10 điểm luôn quý cô chú anh chị ơi. Nên là mình hãy mau chóng là chốt đơn liền tay, bởi vì hiện tại bây giờ á, thời gian của chúng ta không còn nhiều. Hiện giờ là Dung thấy là cũng đã đi được là khoảng cỡ một nửa chặng đường rồi. Số lượng của chúng ta cũng có hạn, mà thời gian ưu đãi của mình thì cũng sẽ chỉ ưu đãi trong khoảng thời gian 30 phút phát sóng của chương trình mà thôi. Thế nên là nhấc máy gọi điện đặt hàng liền tay ngay hôm nay ạ. Một chiếc nồi cơm nắp cài mini với dung tích 0,8 lít bảo hành lên tới tận 18 tháng. Thứ nhất, nhỏ gọn, tiện lợi. Mình mua về, bộ dụng cụ của chúng ta sẽ bao gồm thứ nhất là một chiếc nồi cơm điện màu xanh hoàng gia, kết hợp thêm với là một lòng nồi này, một khay hấp này, rồi chưa kể còn có thêm là môi xới cơm, cong đốc và dây điện. Rồi, như vậy ngày hôm nay, chỉ với mức giá là 499.000 đồng, chúng ta sẽ có ngay trọn bộ một nồi cơm điện đa năng. Dung phải nhấn mạnh là đa năng quý cô chú anh chị ơi, bởi vì sao ạ? Nó có thể là nấu nướng và chế biến được rất là nhiều món ăn khác nhau phải không ạ? Với hai chế độ nấu cơ bản là nấu và giữ ấm, nhưng cũng đã đủ để giúp cho chúng ta có thể thoải mái sáng tạo. Dây điện thì cực kỳ dài, lên tới tận là 92cm, nên rất là dễ dàng cho chúng ta trong quá trình di chuyển và bảo quản đúng không ạ? Vệ sinh lòng nồi thì cực kỳ đơn giản, bởi vì sao đây ạ? Bởi vì lòng nồi của chúng ta là bằng hợp kim nhôm chống dính. Đó là lý do vì sao mà chúng ta hoàn toàn có thể dễ dàng vệ sinh chùi rửa sau quá trình mà nấu nướng quý cô chú anh chị nhé. Trở nên tiện lợi và đơn giản hơn bao giờ hết. Ngày hôm nay ạ, chỉ với một chiếc nồi cơm điện thôi, nhưng chúng ta đã có thể chế biến được rất nhiều món ăn ngon khác nhau như thế này. Vậy thì tại sao không mau chóng nhấc máy gọi điện đặt hàng liền tay? Với nút gài cực kỳ đơn giản này, rồi chưa kể nữa nút gạt cần để chuyển qua chế độ, có màn hình hiển thị ở các chế độ khác nhau để giúp cho mình dễ dàng theo dõi trong quá trình nấu nướng. Nhấn nút là mở có món ăn ngon, rồi xới ra là ngay lập tức có món ăn ngon rồi. Nấu xôi này, hay là kho thịt này, hay là hầm gà này đều có thể được hết quý cô chú anh chị nhé. Gạt nút, nấu, mở nắp có ngay món ăn ngon. Quá sức tuyệt vời với một chiếc nồi cơm điện nắp gài của nhà Michio. Thoải mái nấu ăn ngon và đơn giản, vừa nấu được cơm, vừa nấu được xôi, vừa nấu được mì gói, nấu cả lẩu nhỏ và cả canh hấp nữa chứ. Quá sức tuyệt vời luôn đấy ạ. Thành ra ngày hôm nay số lượng và thời gian có hạn. Và trong chương trình hôm nay, thưa quý vị, mừng ngày gia đình Việt Nam, chúng ta đang có sản phẩm chính là nồi cơm điện thiết kế mới, hiện đại, trang nhã. Và trong chương trình ngày hôm nay, quý vị không còn phải mua với mức giá là 699.000 đồng nữa đâu ạ. Xèo sóc, 499.000 đồng là mức giá để quý vị có thể mang sản phẩm này về cho ngôi nhà của chúng ta. Và chưa kể là còn được tặng quà nữa, giá tốt lại thêm quà. Phần quà tặng bao gồm một hộp cơm 1 tấn, được tặng một chai nước lau sàn và hai chai nước rửa chén quý vị nha. Mừng ngày gia đình Việt Nam, chúng ta đang có một combo giá tốt ngày hôm nay. Quý vị chốt đơn liền tay nha. Dạ vâng ạ, ở đây có ai mà chúng ta là đang có những cái chiếc nồi cơm nó bị cũ kỹ quá rồi. Lòng nồi ngày xưa nó là chống dính, bây giờ nó thành siêu dính không ạ? Mỗi lần mà nấu xong á, là mình sẽ bắt buộc phải ngâm nước cái nồi cơm đó thì mới có thể là rửa sạch được hết những cái cơm mà còn thừa còn sót lại ở trong nồi không ạ? Thực sự mà nói, làm như vậy thứ nhất là mình cực mình, cái thứ hai nữa là nó lãng phí. Dạ, người ta bảo á, một hạt gạo là một giọt mồ hôi của người nông dân ở trên đồng. Thế nên là mình cần phải làm sao biết trân quý đúng không nào quý cô chú anh chị. Mà bây giờ cái nồi nó dính hết như vậy, mình cạo ra cũng có ăn được đâu. Cái phần cơm ở dưới nó bị khê hết cả như vậy, cơm cháy như vậy thì đôi khi mình ăn nó cũng sẽ bị ảnh hưởng tới sức khỏe nữa cơ. Thành ra bây giờ á, mình nên đổi đi quý cô chú anh chị. Nếu như mà chúng ta đang sở hữu những cái chiếc nồi cơm điện nó quá cũ như vậy rồi thì mình nên đổi đi, bởi vì giá ngày hôm nay đang quá tốt à. Có 499.000 đồng cho một chiếc nồi cơm tiện lợi đơn giản như thế này, dung tích 0,8 lít rất phù hợp dành cho những gia đình nào mà chúng ta tầm khoảng cỡ 1 cho đến 2 người ăn quý cô chú anh chị nha. Nếu như mà nhà chúng ta ít người mà chúng ta sử dụng những chiếc nồi cơm điện nó to quá thì nấu nó không có chín được đúng không ạ? Nhiều khi nó còn nó bị dính đít nồi thì mình sẽ nhiều khi làm cho cái nồi nó còn bị cháy nữa cơ. Đó, mà chưa kể là cái nồi nó to quá mà không gian bếp của mình nó lại nhỏ, nó lại chật hẹp thì mình phải làm sao?
mình đổi đi ạ. Đó. Mà ngày hôm nay thì chiếc nồi cơm điện của chúng tôi ạ là một chiếc nồi cơm điện nắp gài điện tử đa năng của thương hiệu Michio. Và chúng ta có thể thấy từ nãy đến giờ không chỉ đơn thuần nấu cơm đâu mà nấu được rất là nhiều những món ăn khác nhau, ví dụ như món tiếp theo ở trên là hầm gà. Đó. Còn ở dưới thì là gì đây ạ? Bất ngờ quá, thú vị quá quý cô chú anh chị ơi, đoán thử cùng với Dung là cháo. Đó. Khay hấp này chúng tôi tặng kèm. Rồi cái lòng nồi này là lòng nồi inox hợp kim, inox chống dính quý cô chú anh chị ơi. Mình hầm cháo này. Đó. Có ai nghĩ mà nấu cháo bằng với nồi cơm điện của chúng tôi nó thoải mái vậy không? Bình thường nếu mà muốn hầm cháo mà nó được ninh nhừ như thế này, mình cần phải có những chiếc nồi áp suất đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ chỉ cần với là chiếc nồi cơm điện của nhà Michio thôi, nồi cơm điện từ nắp gài của Michio thôi là chúng ta đã hoàn toàn có thể làm gì được đây ạ? Nấu được ngay những cái món cháo nhừ và cũng như là ngon, thơm ngon, bổ dưỡng như thế này rồi. Bởi vì công suất của em nó tuy nó nhỏ, tuy dung tích nó nhỏ thật nhưng mà cái công suất của nó lại lên tới tận là 200W thưa quý cô chú anh chị. 200W và với cái công nghệ nấu cơm 1D nên sẽ giúp cho cơm nó được chín đều hơn, thơm hơn, ngon hơn và không bị nhão nhé. Rồi bây giờ món tiếp theo thì sao đây ạ? Từ nãy giờ là quá nhiều món luôn rồi đúng không ạ? Bây giờ là mình thấy là hầm nhiều rồi, bây giờ mình hấp đi. Bây giờ mình hấp đi quý cô chú anh chị ơi. Hấp của mình, hấp rau, hấp củ, hấp quả. Cho thêm rau củ quả để cho cái cuộc sống của mình thêm phần xanh hơn, thêm phần là balance hơn, thêm phần là kiểu như là healthy và balance hơn đấy quý cô chú anh chị ơi. Và bây giờ này, ở trên á là mình đã có rau củ quả hấp rồi thì ở dưới nên đi chung với là gì đây ạ? Gạo lứt nha. Đó. Trời đất ơi. Dạ đây ạ, mọi người nhìn giúp em với ạ. Đây. Bình thường á, gạo lứt á là một trong những loại gạo rất khó để chúng ta có thể nấu đúng không ạ? Mình cần phải ngâm rất là lâu, rồi sau đó là mình cần phải nấu, cần phải ninh nhừ, đôi khi là cần phải có những chiếc nồi áp suất thì mới có thể nấu ra được những hạt gạo nó tơi và nó nhừ như thế này. Nhưng mà giờ đây này, với chiếc nồi cơm nắp gài của Michio thôi, đó, quý cô chú anh chị thấy giúp Dung nha. Trời đất ơi, nhìn nó rất là ngon luôn. Cái hạt gạo nó đã được mềm ra rồi. Gạo lứt thì rất là dinh dưỡng đúng không ạ? Bây giờ nhá, mình cho thêm một chút rau củ quả vào nữa. Đó, cho thêm một chút rau, chút củ, chút quả vào nữa làm cho cái món ăn của mình nó phần thơm ngon hơn, thêm phần hấp dẫn hơn đúng không nào quý cô chú anh chị. Đó, ai mà đang muốn ăn kiêng, ai mà đang thực dưỡng, ai mà chúng ta đang muốn là bồi bổ cũng như là hỗ trợ đào thải độc tố của mình với gạo lứt thì nên mua liền một chiếc nồi cơm điện Michio như thế này quý cô chú anh chị nhé. Đặc biệt là gia đình nào giả sử như là cả nhà 4 người chỉ có một người ăn thực dưỡng thì cần phải sắm này liền. Đó đúng không ạ? Chứ nhiều khi có người ăn mà để nguyên một cái nồi cơm điện 1,8 lít để mà nấu nguyên một chầu gạo lứt như vậy nó nhiều quá, ăn không hết đúng không ạ? Mà ngày hôm nay cái mức giá, quý cô chú anh chị ơi, một chiếc nồi đa năng như thế này, tuy mang tiếng là nồi cơm thôi nhưng mà nấu được rất là nhiều món như thế này, mà mức giá của chúng ta thì lại chỉ có bao nhiêu đây ạ? Chỉ có là 499.000 đồng mà thôi. 499.000 đồng lại còn tặng thêm quà, quà là một hộp cơm một tầng nữa chứ. Quá sức tuyệt vời đúng không ạ? Một nồi cơm vừa nấu cơm với nắp gài rất chắc chắn, chưa kể đây còn là nắp hơi. Vì là nắp hơi nên là không lo về vấn đề liệu rằng là nó có bị là đổ gây vỡ nồi, gây vỡ nắp hay không quý cô chú anh chị nha. Rồi bây giờ này, với hai chế độ gạt cần rất đơn giản, có đèn hiển thị, nấu và giữ ấm, chỉ đơn giản vậy thôi, cơ bản vậy thôi. Nhưng mà chúng ta lại có thể sáng tạo nên rất là nhiều món ăn khác nhau, cực kỳ dễ thương và cũng như là cực kỳ là dễ sử dụng đấy chứ. Quá sức tuyệt vời. Nấu xôi được không ạ? Được luôn quý cô chú anh chị. Rồi là hầm thịt có được không ạ? Được luôn quý cô chú anh chị ơi. Rồi chưa kể nữa là mình muốn kho cá có được không ạ? Được luôn quý cô chú anh chị ơi. Đó, tức là rất là nhiều món tùy theo cái sự sáng tạo của mình thôi quý cô chú anh chị nhé. Mà cái này Dung kể thật lòng, ví dụ như là những người con xa quê như Dung chẳng hạn. Dung là một người con xa quê tha hương cầu thực, ở hiện tại bây giờ đang ở thành phố. Trong cái không gian phòng trọ thì nó cũng nhỏ thôi, không gian bếp nó có chút xíu à. Ngày xưa hành trang của mình nó là một cái nồi cơm điện 1,8 lít, nó rộng lắm, nó to lắm quý cô chú anh chị ơi. Thế nên là đôi khi ấy hả, mình nấu mà ăn đâu có hết đâu, thế cuối cùng là bị thừa ra, mà chưa kể nó còn tốn diện tích. Cái không gian bếp của Dung lúc đấy được có 80 cm, mà cái nồi cơm nó gần cả 20, 30, 40 cm rồi, nên là cuối cùng xài được đâu đó tầm 1-2 tháng là Dung phải đổi qua những chiếc nồi nhỏ nhỏ như thế này. Đó, đây mọi người thấy không ạ? Mà nó tiện nữa chứ, ở trên có cái khay hấp mình chế biến thức ăn, ở dưới mình nấu cơm, vậy là chỉ cần một lần nấu thôi mà mình đã có thể là có được tới tận là một bữa ăn thơm ngon và bổ dưỡng như thế này. Đây, thịt xay, thịt hầm. Đó. Ở dưới chúng ta có cơm. Cơm này là cơm trắng. Quý cô chú anh chị ơi, hãy cùng xem thử là cái hạt cơm của mình này. Đó. Mọi người nhìn giúp Dung nha. Dạ, đối với những cái chiếc nồi cơm thông thường á, quý cô chú anh chị có nấu được những cái hạt cơm mà nó tơi, nó xốp như thế này không ạ? Bởi vì á, công nghệ của mình là cái công nghệ nấu cơm 1D kết hợp thêm với công suất 200W, và ngoài ra nữa là chúng ta sẽ còn có thêm cái thiết kế. Cái thiết kế nắp ở bên trong là theo kiểu hình tổ ong nên là sẽ giúp làm cho cơm của mình nó được chín ngon hơn, chín đều hơn, nó mềm hơn, nó thơm hơn mà nó không có bị nhão nhá. Đó.
đấy không ạ? Rất tiện lợi đúng không ạ? Cái này thì mình chỉ đong khoảng cỡ tầm một cốc rưỡi là mình đã được nhiều gạo như thế này rồi. Chứ nếu như mà giả sử những cái nồi cơm mà dung tích lớn lên tới tận 1,8 lít mà quý cô chú anh chị chúng ta đong có ở cốc rưỡi thì nó cháy nồi. Dạ nó cháy nồi, nó dính nồi, nó không chín được luôn đó quý cô chú anh chị. Nên là bây giờ này giải pháp tiện lợi gọn nhẹ dành cho những gia đình ít người, dành cho những người thường có nhu cầu di chuyển, đi lại thường xuyên nhiều nơi thì chúng ta nên sở hữu những chiếc nồi cơm nắp gài nhỏ gọn như thế này nha. Ngày hôm nay nên sở hữu liền bởi vì mức giá đang rất là tốt, chỉ có duy nhất trong khung thời gian phát sóng của chương trình mà thôi. Thoải mái nấu ăn ngon mà không cần phải lo về giá, vừa nấu được cơm, vừa nấu được mì gói, vừa nấu được canh hấp, vừa nấu được nấu xôi, vừa nấu được cả lẩu nhỏ nữa chứ. Mà chỉ với một chiếc nồi cơm điện mà mức giá bao nhiêu ạ? 499.000 đồng. Dạ quý cô chú anh chị nghe không nhầm đâu, 499.000 đồng, hàng chính hãng, lại bảo hành đến tới tận 18 tháng ạ. Vì sao lại có mức giá này? Và trong chương trình hôm nay thưa quý vị, mừng ngày gia đình Việt Nam, chúng ta đang có sản phẩm chính là nồi cơm điện thiết kế mới, hiện đại, trang nhã. Và trong chương trình ngày hôm nay, quý vị không còn phải mua với mức giá là 699.000 đồng nữa đâu ạ. Sale shop, 499.000 đồng là mức giá để quý vị có thể mang sản phẩm này về cho ngôi nhà của chúng ta. Và chưa kể là còn được tặng quà nữa, giá tốt lại thêm quà. Phần quà tặng bao gồm một hộp cơm 1 tấn, được tặng một chai nước lau sàn và hai chai nước rửa chén quý vị nha. Mừng ngày gia đình Việt Nam, chúng ta đang có một combo giá tốt ngày hôm nay. Quý vị chốt đơn liền tay nha. Hiện tại giờ đây theo như Dung được thấy á, là giờ đây là cái số lượng đặt hàng đang quá tải luôn đấy ạ. Thế nên nếu như mà trong trường hợp mà quý cô chú anh chị thấy là gọi điện lên tổng đài không có được á, thì có gì giúp Dung chịu khó là mình gọi lại thêm một lần nữa nhé. Dạ bởi vì hiện tại bây giờ là thấy là băng bùng nổ doanh số luôn mà. Do vì đây là một cái thiết kế nó quá là nhỏ gọn xinh xắn mà nó lại còn đẹp nữa chứ. Cái màu này quý cô chú anh chị thấy á, ở bên ngoài làm gì mà có, đúng không ạ? Cái màu xanh của vịt, cái chất liệu bên ngoài là cái chất liệu nhựa PP, thế nên là nó không có bị quá nóng trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng. Nhưng mà ở bên này là có cái chỗ thoát hơi này quý cô chú anh chị. Đó, cái chỗ thoát hơi này thì mình tránh ra nha. Chứ nóng nãy giờ mấy lần là Dung lỡ vô tình đụng phải thôi mà bỏng cả tay luôn rồi đấy quý cô chú anh chị. Rồi bây giờ cái món cuối cùng ngày hôm nay ạ. Dạ, trời đất ơi, giờ cá kho luôn ạ. Từ nãy đến giờ là coi như là cái chiếc nồi cơm này nó làm cho Dung đi từ hết bất ngờ này cho đến bất ngờ khác. Và mọi người nhìn giúp em này. Đó, trời ơi, cái miếng cá của mình, ô là trời, nhìn thấy nó làm sao ạ? Nó thơm ngon, nó vàng rộn, nó tuyệt vời như thế nào đúng không ạ? Nó mọng nước. Bình thường mình kho cá mình hay sợ điều gì ạ? Nó bị cháy khét đúng không ạ? Nhiều khi đang là một từ món cá kho thành là cá kho bóng đêm thì ôi trời ơi khổ lắm quý cô chú anh chị ơi. Vậy thì bây giờ này mang về cho mình cái chiếc nồi cơm điện nắp gài Michio mã MK265 này đi. Để làm gì đây? Để giúp kho cá không cần phải lo sợ cái nỗi lo bị cháy cá hay là khét cá nữa quý cô chú anh chị nhé. Một chiếc nồi cơm điện mà nấu được quá nhiều món, một chiếc nồi cơm điện mà quá trời đa năng như thế này mà mình không sở hữu thì nó sẽ là một cái điều vô cùng đáng tiếc. Mức giá bao nhiêu đây ạ? Mức giá của chúng ta ngày hôm nay chỉ có 499.000 đồng mà thôi. 499.000 đồng chúng ta vừa có được một nồi cơm điện nắp gài nấu cơm mà nấu được rất là nhiều thứ, lại còn được tặng kèm theo là một hộp cơm 1 tầng nữa chứ. Dung tích tuy chỉ là 0,8 lít nhưng mà chúng ta có thể nấu được vẫn rất là nhiều cơm đúng không thưa quý cô chú anh chị? Hiện tại giờ đây nói thật chia sẻ thật lòng luôn á là chúng ta bây giờ đa số là mình thích ăn thức ăn hơn là thích ăn cơm đúng không ạ? Cơm nhiều khi là mình sẽ hơi cắt giảm lên một chút xíu. Thành ra là giả sử giống như nhà Dung đi ạ, đôi khi là nấu 4 người á, nhà Dung là ví dụ ở ngoài quê 4 người, cả bố lẫn mẹ, cả em gái Dung nữa 4 người. Thì khi mà mình nấu cơm á, đôi khi là mình đong khoảng cỡ 2 cốc rưỡi thôi là coi như là đã ăn không hết rồi quý vị ơi, là đã phải để lại vào trong tủ lạnh để ngày mai chiên lại rồi. Mà quý cô chú anh chị thân mến, việc mà mình cứ chiên đi chiên lại như vậy nó không tốt một chút nào. Thế nên bây giờ mình nên thay đổi đi, mình nên mua một chiếc nồi cơm nó phù hợp hơn. Và chưa kể là giá ngày hôm nay đang rất là tốt, chỉ có bao nhiêu ạ? 499.000 đồng, 699 giảm xuống chỉ còn lại 499.000 đồng. Quý cô chú anh chị có nghe thấy là cái tiếng đồng hồ của chúng tôi đang tích tắc trôi qua không ạ? Bởi vì thời gian sắp hết rồi, giờ chỉ còn lại tính bằng phút nữa mà thôi, không còn nhiều thời gian nữa. Nên là hãy mau chóng là chốt đơn liền tay nhé. Mua trong ngày hôm nay thì chúng ta được những gì? Thứ nhất là được giảm giá, được trợ giá lên tới tận là 200.000 đồng. Thứ hai là còn được thêm quà tặng. Đây, quà tặng một chiếc hộp cơm một tầng như thế này nhưng mà sẽ là dao màu ngẫu nhiên quý vị nha. Michio thì đã là một thương hiệu rất là quen thuộc bởi vì đây là một nhãn hiệu được bảo hộ tại Nhật Bản. Ngày hôm nay có mặt trên VTV Hyundai Home Shopping, có mặt tại VTV Hyundai Home Shopping. Chúng tôi đang mang đến cho quý vị một sản phẩm đã tốt thì chớ, đã đa năng thì chớ, lại còn có được một cái mức giá ưu đãi nữa chứ. Chưa kể là còn có thêm quà tặng như thế này mà nếu như quý cô chú anh chị chúng ta bỏ qua thì đây là một điều rất đáng tiếc. Thì Dung biết rằng là nồi cơm điện bây giờ thì ai ai cũng có cả, người người nhà nhà đều có cả. Nhưng mà một chiếc nồi cơm điện vừa đẹp vừa xinh vừa đa năng như thế này thì chắc gì mình đã có.
đúng không ạ? Vậy thì bây giờ này với mức giá chỉ có 499.000 đồng mà thôi, Dung nghĩ là đây là một mức giá quá phù hợp, hợp lý để giúp cho chúng ta có thể là thay đổi, cũng như là để đổi mới, để tân trang lại cái không gian nhà bếp của mình. Nhà nào, người nào mà chúng ta ở ít người, mình nên mua những chiếc nồi cơm điện nó nhỏ để nó phù hợp. Nhà nào, gia đình nào chúng ta đang muốn tân trang cái không gian bếp của mình thì mình nên mua liền một chiếc nồi cơm điện của Michio như thế này. Để làm gì đấy ạ? Để tân trang lại cái không gian nhà bếp, giúp cho chúng ta có thêm cảm hứng nấu nướng hơn, đúng không nào? Căn bếp là trái tim của mỗi gia đình mà, đúng không ạ? Thế nên khi mà chúng ta có cảm hứng thì sẽ giúp cho là món ăn của chúng ta, bữa ăn của chúng ta thêm phần là thơm ngon hơn. Nên là ngay lúc này đây ạ, số hotline đang hiển thị ở trên màn hình rồi. Quý cô chú anh chị còn chần chờ gì nữa? Chiếc nồi cơm điện lắp gài Michio này còn đang khách quý cô chú anh chị có một cuộc điện thoại mà thôi. Thời gian bây giờ không còn nhiều. Một chiếc nồi cơm điện lắp gài, chưa kể nữa là với dung tích nhỏ gọn như thế này mà màu sắc thì lại trang nhã, quả thật là một sự lựa chọn quá sức tuyệt vời. Một lần nấu mà được cả hai món ăn, vừa nấu ở bên dưới vừa hấp ở bên trên, thậm chí là còn nấu được thêm cả là hầm hay là làm được nhiều món khác ở bên trên nữa chứ. Vậy thì ngày hôm nay một sự lựa chọn quá tiện lợi như thế này mà chỉ có 499, hiện lại này, đa năng này, tiện lợi này mà giá thì lại cực kỳ hữu nghị và phải chăng 499. Tuy nhiên, đương nhiên rồi, giá hữu nghị phải chăng đó thì chỉ có duy nhất trong khung thời gian phát sóng. Và hiện tại bây giờ thời gian không còn nhiều nữa quý cô chú anh chị ơi, nên là hãy mau chóng nhấc máy gọi điện đặt hàng liền tay ạ. Một chiếc nồi cơm điện đa năng của Michio như thế này đây ạ, nhỏ gọn xinh xắn, có tay cầm, cầm ở bên tay, quý cô chú anh chị thấy không, nhiều khi nhìn nó tưởng như là cái túi xách vậy đó. Đó nên là ngay lúc này đây ạ, mình hãy mau chóng sở hữu liền nha, thay thế cái nồi cơm cũ ở nhà của mình đi, đừng tiếc nữa. Cái nồi cơm mà từ chống dính thành ra siêu dính, tức là nó đã quá hạn sử dụng rồi đấy ạ. Mình sử dụng lâu á thì nó sẽ khiến cho là cơm của mình nó sẽ không còn được ngon nữa, làm cho cái bữa ăn của mình nó bị giảm đi chất lượng và cũng như làm cho chính bản thân mình trở nên là mệt mỏi hơn trong cái quá trình dọn rửa, đúng không nào? Vậy thì ngày hôm nay ạ, nồi cơm điện lắp gài Michio của chúng tôi, sự lựa chọn hoàn hảo và cũng như là giải pháp tuyệt vời để giúp cho căn bếp của chúng ta, giúp cho các chị này, các mẹ nội trợ này thêm phần là đơn giản và nhẹ nhàng hơn nha. Nên là ngay bây giờ ạ, số hotline đang hiển thị rồi ạ. Thời gian hiện tại bây giờ không còn nhiều nữa, đồng hồ đang tích tắc trôi đưa rồi. Nên là quý cô chú anh chị ơi, đừng chần chờ, đừng bỏ lỡ cơ hội đặc biệt, bởi vì ngày hôm nay chỉ có duy nhất trong khung thời gian phát sóng. Và trong chương trình hôm nay, thưa quý vị, mừng ngày gia đình Việt Nam, chúng ta đang có sản phẩm chính là nồi cơm điện thiết kế mới, hiện đại, trang nhã. Và trong chương trình ngày hôm nay, quý vị không còn phải mua với mức giá là 699.000 đồng nữa đâu ạ. Xèo sóc, 499.000 đồng là mức giá để quý vị có thể mang sản phẩm này về cho ngôi nhà của chúng ta. Và chưa kể là còn được tặng quà nữa, giá tốt lại thêm quà. Phần quà tặng bao gồm một hộp cơm 1 tấn, được tặng một chai nước lau sàn và hai chai nước rửa chén quý vị nha. Mừng ngày gia đình Việt Nam, chúng ta đang có một combo giá tốt ngày hôm nay, quý vị chốt đơn liền tay nha. Một phút cuối cùng ạ, một phút cuối cùng cho những ai chúng ta chưa đặt được hàng đấy ạ. Chúng ta đang cố gắng kéo thêm thời gian để giúp cho quý cô chú anh chị chúng ta được có cơ hội trải nghiệm và sở hữu những dòng sản phẩm tiện lợi như thế này đến từ phía thương hiệu Michio. Tuy là mình mua hàng trên online như thế này, nhưng mà chúng ta vẫn được bảo hành đầy đủ, chúng ta vẫn được giao hàng đến tận nơi. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, lại còn được trợ giá, lại còn có thêm quà tặng như thế này. Thế nên là mau chóng nhấc máy liền tay nhá. Thời gian giờ đây chỉ còn được tính bằng giây nữa mà thôi. Còn ai chưa đặt hàng nữa không ạ? Còn ai chưa được sở hữu nữa không ạ? Cách có một cuộc điện thoại mà thôi, gọi liền cho chúng tôi, gọi không được lần một, cúp máy gọi thêm lần hai giúp thị Dung với nhé. Bởi vì hiện tại giờ đây thì tổng đài của chúng tôi đang gần như quá tải, bởi vì đây đã được tạo nên một cơn sốc có thể nói là không thể nào bỏ lỡ được quý cô chú anh chị ơi. 499.000 đồng cho một chiếc nồi cơm đa di năng như thế này, vừa nấu được cơm, vừa nấu được xôi, vừa nấu được cháo, vừa nấu được súp, nấu được rất nhiều món ăn tùy theo sự sáng tạo của mỗi cá nhân của mình. Thế nên là mau chóng chốt đơn liền tay, bởi vì thời gian và số lượng có hạn. Một chiếc nồi cơm điện 499 tặng kèm thêm một hộp cơm 1 tầng nữa chứ. Quá tuyệt vời đúng không ạ? Thế nên là ngay lúc này đây ạ, còn chần chờ gì nữa ạ? Thì Dung đang cố gắng câu thêm giờ những giây phút cuối cùng. Bởi vì giờ đây chỉ còn lại có 10 giây cuối nữa mà thôi. 10 giây cuối dành cho những ai chúng ta đang mong muốn. Còn bây giờ thì chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị vì đã đồng hành cùng chúng tôi đến phút cuối. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phút tiếp theo.